vừa rồi chúng ta đã thưởng thức tiết mục của tốt nữ đến từ câu lạc bộ yêu dân ca Hải Dương. Và nếu quý vị để ý từ đầu chương trình đến giờ thì chúng ta đã được lắng nghe tiếng hát của rất nhiều diễn viên tới từ mọi miền khác nhau. Ví dụ như tới từ Hà Nội, Thái Bình, rồi câu lạc bộ yêu tiếng hát dân ca quê hương. Chắc có lẽ câu lạc bộ yêu tiếng hát dân ca quê hương là tập hợp của rất nhiều người yêu chèo tới từ mọi nơi. Rồi quý vị còn được lắng nghe cả tiếng hát của các diễn viên tới từ Cần Thơ, Phú Thọ, Thái Bình, Hải Dương, Thanh Hóa, Hải Phòng, rất nhiều đúng không ạ? Và tiếp theo đây thì chúng ta tiếp tục được thưởng thức tiếng hát của tốp nam nữ tới từ câu lạc bộ yêu chèo Chí Linh Hải Dương với tác phẩm Về Chí Linh Quê Em, lời của soạn giả Hưng Thiên Huy và Thảo Hương theo làn điệu Đò Đưa và Lấy Lơ. Chúng tôi rất mong quý vị sẽ nổ một tràng pháo tay ròn rã để chào đón tiết mục này ạ. Đây đã tới bến đò Cầu Việt, bên kia là thành phố Chí Linh. Đẹp thế có một cảnh hữu tình, quê hương bát cổ, Chí Linh đẹp giàu. Chào chúng ta ra đò phố. Ôi, những người con gái Chí Linh như ngàn hoa thắm tươi xinh giữa trời. Thank you.
tới từ câu lạc bộ dân ca làng Cẩm, Cẩm La, thị xã Quảng Yên với tiết mục Tình người tình đất quê ta do soạn giả Dương Phượng Toại viết lời theo điệu Lấy Lơ và điệu Nam Cung. Thank you.
thưởng thức tiếng hát của diễn viên Hà Danh Hợi tới từ Yên Thành, Nghệ An với làn điệu Đường Trường Trong Rừng lời cổ. Oh, yeah.
Thank you.
tổ chức chúng tôi xin thông báo vào lúc 14 giờ chiều nay. Xin mời tất cả các diễn viên biểu diễn của buổi thứ 3 và buổi thứ 4 chúng ta sẽ có mặt ở sân khấu để ghép nhạc. Còn ngay bây giờ, những diễn viên nào có phiếu ăn, xin mời quý vị sẽ sang bên đường địa chỉ đối diện để dự bữa cơm thân mật với ban tổ chức. Xin cảm ơn quý vị. Ăn tốt em ạ. Dạ, cảm ơn anh. Máy nó vừa nãy dòng nó cũng về. Vâng ạ, em cảm ơn chị. Hát hay lắm. Dạ, cô. Quay rất đẹp rồi. Dạ, dạ. Thôi để anh ạ. Chị đi đi, chị đi. Bắt tay bà chị cái, bà chị thấy được khỏe rất mừng rồi, vừa không quanh. Vâng. Này để gọn nó bổ chứ.